Xin chào bạn, video này mình sẽ giới thiệu bạn về cái dòng loa bass mic cho những bạn nào chưa biết về cái dòng loa này. Thì đây trên tay mình là một cái cục loa bass mic một tấc gỡ từ loa Soundmark BS10. Đó, mình gỡ từ cái loa này. Gỡ từ cái thùng loa vi tính Soundmark BS10. Thì một cái cục loa này nó khoảng tầm 25W. Nó là loa của hãng loa vi tính Soundmark nên nó sẽ không có ghi thông số trên đây, những cái thông số nó sẽ bị che đi. Mà cái củ loa này nó đánh bass mic là như thế nào? Các bạn nghe bass mic có nghĩa là giải tần bass với giải tần trung. Có nghĩa là đánh cho giải tần thấp, loa dạng như loa trống, với cái giải tần mic, giải tần trung là giải tần nhạc, lời hát. Thì cái đặc trưng của cái dòng loa bass mic này thường được dùng trong rap ở những cái loa Bluetooth. Bạn thấy trên thị trường nó có những cái dòng loa Bluetooth mà nó chỉ có khoảng 2 loa hoặc là 4 loa. Thì cái loa này nó có lợi một cái là nó không cần dùng mạch phân tần cho cái loa này. Nó đánh ra hai cái giải tần luôn, là một giải tần bass với giải tần mic. Còn như những cái loa bình thường mà bạn xài phân tần, nó chỉ ra một bass hoặc là một check. Đó. Thì như bạn ráp một cái loa hai đường tiếng thì bạn phải cần một cái mạch phân tần để cho ra một cái loa bass với một cái loa check. Thì đối với cái loa này bạn sẽ không cần mạch phân tần cho nó, bạn cắm trực tiếp kết nối với mạch khuếch đại với âm ly thì nó sẽ cho ra giải tần bass, giải tần thấp trầm với giải tần trung. Các bạn chỉ cần một con tụ nữa lọc cho cái giải tần check cho cái loa check thôi. Đó, thì nó tiết kiệm hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là ráp các loa Bluetooth thì bạn không cần dùng mạch phân tần thì nó ra cả cái giải tần bass với giải tần mic. Còn nếu bạn muốn nghe thêm check thì bạn chỉ cần mua thêm cái loa check nhỏ với một con tụ, nó tiết kiệm rất là nhiều và vừa tiết kiệm không gian và tiết kiệm chi phí. Bởi vậy những cái mạch các loa Bluetooth của các hãng người ta hay dùng nhiều cái dòng loa bass mic là vì vậy. Thì bây giờ mình sẽ test cho bạn nghe thử cái loa bass mic này. Đây là một cái thùng sẵn. Cái loa này thì mình tháo từ cái thùng bên này ra rồi. Bởi bây giờ mình test một cái loa này thôi. Cái loa này nó có sẵn rồi. Nó có mình test trong cái thùng cho bạn nghe âm thanh nó sẽ hay hơn. Đó, một cái loa một tấc 4 in, công suất tầm 25W kết hợp với một cái loa check. Và tất nhiên là nó sẽ ráp trực tiếp không qua mạch phân tần. Mình sử dụng cái Ampli Class D TPA 3116D2 có chỉnh bass check, mình giữ nguyên mức bass check. Đó. Và bạn thử nghe âm thanh khi cái loa này mà gắn trực tiếp với Ampli mạch khuếch đại mà không có mạch phân tần nó sẽ như thế nào. Nó có giống cái loa mà có mạch phân tần hay không? Tiếp theo mình sẽ thử bằng một bài nhạc không lời đánh theo điệu cha cha cha.
Đó, mình vừa test cho bạn nghe thử âm thanh của cái loa bass mic này kết hợp với một cái loa jack cho sẵn trong cái loa Soundmark BS10. Cái loa này mình đã cắt đi cái mạch khuếch đại của nó rồi. Nó chỉ là cái loa bình thường là không có mạch khuếch đại. Thì như bạn nghe thấy thì âm thanh bass đánh khá chắc, kết hợp với cái giải tần mic cho cái tiếng nhạc với tiếng lời khá là hay. Bởi vậy những cái loa này bạn hay dùng để ráp loa Bluetooth hoặc các cái thùng loa di động được ưa chuộng nhiều. Nó cho cả giải tần trầm ấm với cái giải tần mic nhạc sáng đi xa. Dùng lắp loa karaoke cũng hay. Đó. Loa hát, loa di động. Tại vì nó có cái giải tần mic thì nó nâng được cái tiếng lời nó rất là hay. Đó. Và một cái là nó tiết kiệm, nó không phải dùng cái mic phân tần, bạn ráp cũng dễ dàng, không cần lựa chọn nhiều cái loại mic phân tần khác nhau. Chỉ cần ráp trực tiếp âm thanh từ âm ly hoặc mạch khuếch đại đi vào cái loa bass mic này, và cần một cái con tụ nữa lọc cho cái loa chép đó, là nó đầy đủ giải tần bass mic chép đó. Và dùng loa nghe nhạc hoặc loa karaoke khá là hay đó, thích hợp ráp cho loa di động, loa Bluetooth. Và thường những cái loa bass mic này bạn mua trên thị trường thì nó có nhiều loại bán, có loại mới cũng có, mà các loại mà tháo trong các loa Bluetooth cũng có. Giá nó dao động thì tầm khoảng 200-300 ngàn đó, tùy cái loại loa, chất lượng loa. Còn là mua những cái loại mới thì mua như một củ một tắc như này thì có thể 400-500 ngàn hoặc 600 ngàn đó, tùy cái chất lượng các bạn muốn mua các bạn ra. Video mình giới thiệu cho bạn biết về cái dòng loa bass mic tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn hãy like và subscribe để cập nhật những video mới nhất bạn nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn.